Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu mà bạn hay xem YouTube ấy, thì các bạn đã không quá xa lạ với rất là nhiều những đoạn quảng cáo kiểu như là nhà tôi ba đời trị sỏi thận, nhà tôi ba đời thế này, nhà tôi ba đời thế nọ. Đấy, hay là ngày xưa thì chúng ta có câu thành ngữ đó là quá tam ba bận, đúng không nào? Và điều này sẽ rất đúng đối với cả điện thoại Realme. Nếu mà các bạn để ý thì cả ba chiếc điện thoại của Realme đó là Realme 6 Pro, Realme 7 Pro và gần đây nhất đó là Realme 8 Pro đều chạy con chip Snapdragon 720G. Đây là một cái động thái mà mình thấy là vô cùng khó hiểu của Realme. Mặc dù Realme 8 Pro với cả Realme 6 Pro nó cách nhau có một năm thôi, còn giữa năm, nghĩa là xen giữa hai cái khoảng thời gian đó thì cái Realme 7 Pro ra mắt. Đấy, nhưng mà rõ ràng là với việc cả ba đời điện thoại như thế, Realme họ đều sử dụng chung một con chip thì mình thấy là không ổn một chút nào cả. Thậm chí là Realme 7 Pro với Realme 8 Pro nó còn có sự cắt giảm so với Realme 6 Pro cơ. Ngày trước thì Realme 6 Pro mặt lưng bằng kính, nhưng mà lên đến Realme 7 Pro với Realme 8 Pro thì nó lại chỉ là mặt lưng bằng nhựa mà thôi. Đấy, rồi là Realme 6 Pro thì là sử dụng cái màn hình 90Hz. Sau này họ cắt giảm đi tần số quét để họ nâng cấp lên cái màn hình AMOLED thì ok, mình đồng ý. Đấy, hai cái phiên bản trên thì nó không có màn hình 90Hz nữa mà chỉ là màn hình 60Hz thôi. Đấy, nhưng mà ví dụ như là Realme 6 Pro thì là kính cường lực 5 thì lên Realme 7 Pro họ lại cắt giảm đi. Thế còn kính cường lực 3 Plus. Đấy, thế mới lạ chứ. Camera thì cũng không có sự khác biệt mấy đâu, chẳng qua lên phiên bản Realme 8 Pro thì nó có camera chính 108 megapixel, nhưng mình đã có trải nghiệm thì mình thấy là không có sự khác biệt nhiều. Đấy, và thậm chí là sạc của con Realme 8 Pro nó còn chậm hơn một tí so với sạc con Realme 7 Pro. Realme 7 Pro thì còn được sạc 65W và sạc của Realme 8 Pro nó lại là sạc 50W. Đấy, 47 phút mới đầy pin. Còn cái con Realme 7 Pro thì nó chỉ mất có 34 phút là đầy pin thôi. Và thậm chí là camera selfie nó cũng bị cắt giảm dần theo thời gian. Đấy, ban đầu thì ở trên Realme 6 Pro nó có bộ đôi camera kép ở phía trước. Đấy, có thêm cả camera góc rộng để chúng ta selfie. Lên Realme 7 Pro thì nó bỏ đi cái điều đó. Còn lên Realme 8 Pro thì nó cắt giảm về số chấm. Đấy. Chính mình bây giờ cũng không hiểu nổi là cái động thái mà Realme họ làm ra cái Realme 8 Pro để hướng tới đối tượng khách hàng nào, bởi vì là rõ ràng là mình thấy là giá bán của Realme 8 Pro tại Hoàng Hà Mobile, giá niêm yết của hãng nhé, là 8.690.000 đồng, là một mức giá không hề rẻ. Tất nhiên khi các bạn mua hàng tại Hoàng Hà Mobile thì các bạn sẽ được trừ đi rất là nhiều tiền nếu các bạn không lấy quà, và quà tặng cũng khá nhiều luôn nhé. Các bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng 300.000 đồng trừ thẳng trực tiếp vào giá này, rồi là tặng loa Telkin này, tặng gói bảo hành rơi vỡ màn hình 12 tháng này. Đấy, và nói chung là nếu mà các bạn không muốn lấy quà thì cứ liên hệ đến Hoàng Hà thì về cơ bản thì nó cũng sẽ loanh quanh tầm khoảng trên dưới 8 triệu. Đấy, tuy nhiên là với cái mức giá đó thì mình nghĩ là chúng ta có rất nhiều những sự lựa chọn. Hôm trước mình lên video về chiếc điện thoại Vivo Y72. Cái chiếc điện thoại này thì niêm yết là 7.990. Đấy, nhưng mà các bạn mua hàng tại Hoàng Hà thì các bạn được trừ thẳng 800.000 luôn. Nghĩa là nó sẽ chỉ còn là hơn 7 triệu mà thôi. Hơn 7 triệu mà chúng ta lại được một chiếc điện thoại có 5G, có RAM 8, có bộ nhớ trong 128. Đấy, và pin 5.000 mAh các thứ. Thì mình nghĩ là đây cũng sẽ là một trong những sự lựa chọn đáng để chúng ta cân nhắc. Và tất nhiên kể cả Vivo Y72 ra mắt rồi thì mình cũng đã có một video mở hộp ra rồi, mà các bạn còn chê như thế thì huống chi là cái con Realme 8 Pro như thế này. Đấy, thì mình thực sự là đang tương đối khó hiểu với cái động thái này của Realme. Còn tất nhiên ở trong cái tầm giá này thì cái Realme 8 Pro nó cũng không phải là cái điện thoại mà nó có cấu hình nó yếu. Đấy, chúng ta nói là nó cấu hình yếu thì là hơi oan nó, bởi vì những cái sản phẩm ví dụ như là Oppo Reno 5 ấy, một chiếc điện thoại bán rất chạy, thì nó cũng chỉ có chip Snapdragon 720G mà thôi. Thế tuy nhiên là thời gian gần đây những cái điện thoại Xiaomi họ ra mắt với cấu hình nó khủng khiếp quá. Ví dụ như là cái con Poco X3 Pro, đúng nào, với con chip Snapdragon 860. Đấy, rồi là Xiaomi Mi 11 Lite với con chip Snapdragon 780. Con chip này phải ngang với cả Snapdragon 855 đấy. Đấy, tất nhiên thì ngang mặt hơi kém hơn một tí. Rồi còn điện thoại nào nữa không nhỉ? Poco F3 nữa cũng rất là ngon. Hay là ví dụ như với cái tầm giá này, ngày xưa cố lên một tí thôi là chúng ta đã có thể mua được Poco F2 Pro rồi. Đấy, thế thì với cái Realme 8 Pro thì thực sự là mình nghĩ là đây sẽ là một cái chiếc điện thoại đáng tiếc của Realme trong cái thời gian gần đây. Đấy, 3 đời rồi mà lại không thay đổi con chip. Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment nhé. Còn với cá nhân mình thì mình thấy là Realme 8 Pro không phải là chiếc điện thoại tệ. Tuy nhiên vì giá bán của nó mình thấy là giá cao, và còn nó không chịu thay đổi sau 3 đời. Đấy, nó không thay đổi nhiều, nên thành ra
Cái điều này sẽ chính là cái rào cản rất lớn dành cho Realme 8 Pro nếu muốn tiếp cận tới đại đa số người dùng. Còn nếu mà bạn nào mà lại là chip thủ nữa thì các bạn ấy lại nghĩ rằng ui dồi ôi, ngày xưa cái đây hơn năm rồi bỏ ra tầm khoảng 4 đến 5 triệu thôi là đã mua được một con chip Snapdragon 720G hàng chính hãng rồi trên con Redmi Note 9S thì tại sao phải bỏ ra một số tiền như thế để mua Realme 8 Pro. Tất nhiên các bạn sẽ có cái cơ sở đó để các bạn lấy cái lý do ra vì các bạn là chip thủ mà, đúng nào. Các bạn cảm thấy sao? Hãy lại comment cho mình biết nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.